Đây là bí quyết trồng sen đá trong chậu mà nó lên lên và nó lớn tự nhiên, không sợ bị úng thúi như các bạn trồng trong chậu làm bonsai ở nhà nha. Thì đây là một chậu sen đá. Mà các bạn xem có hai chậu double, một cái chậu nhỏ thì trong cái chậu nhỏ có đất trồng sen đá. Ở Việt Nam thì trồng sen đá cũng như hoa màu cũng như các loại khác thì hầu như là trơ trấu trộn với xưa dừa với lại phân tro đốt hoặc là một tí phân chuồng. Nếu các bạn làm bonsai trên kênh vàng thì phân chuồng ít lại để hạn chế cái mùi á. Thì chậu trồng nè nó phải thông thoáng, có cái lỗ thông nước, mà trồng sen đá này đặc biệt là các bạn hạn chế tưới nước nha. Chỉ hy hoãn rứa vài giọt nước tưới thôi để tránh úng. Cái nhiều chậu các bạn bỏ trong nhà thiếu ánh nắng rồi với lại mình tưới nước nhiều á, nó sẽ đọng lại, nó sẽ úng. Bởi vì cái sen đá này cũng nó giống như là một cái loại thân mọng nước đó các bạn, lá là chính, thân cũng là phụ thôi. Các bạn thấy không, cái chậu này nó nằm ngoài cái chậu này nhưng mà cái dưới cái chậu này nó có cái thông lỗ nè để nó thoáng nhất có thể, thì để cho nó khô ráo một tí, đừng có tưới nước nhiều nó sẽ úng. Này cái này để trong nhà mấy hôm nay không đem ra phơi sương thì lá nó bắt đầu nó cũng có úng dưới nhưng mà nó không có húi rễ, nó úng lá trên các bạn thấy không, cho nên đem ra ngoài nắng nè. Đó, đem ra máy hiên chân á, thứ nhất là lấy sương sớm lại ánh nắng rồi để cho nó thoát được hơi nước ra, rồi chỉ hy hoãn tưới nước nhẹ thôi, không có tưới nhiều, thì mình sẽ có được một chậu sen đá ở nhà trưng một cách hiệu quả mà không sợ úng mà nó còn nhảy nhánh con. Thì các bạn xem cái bụi này sinh trưởng rất tốt, còn cái bụi này nó nhảy nhánh rất nhiều nè. Còn làm bonsai ở trên bàn thì người ta thường bỏ vài viên bi hoặc là sỏi nè, nhưng mà đất trồng mà không phải những cái này thì chỉ để trang trí đất trồng, nên là tro trấu trộn với phân chuồng ít nếu các bạn làm cây kiểng. Còn những cái giọt nước này á, là nước tự nhiên mưa xuống, mưa sương, mưa nhiều quá thì chúng ta cũng đem vô. Còn nếu mà nó úng quá thì các bạn thấy có nó muốn úng rồi các bạn cứ đem ra trồng ngoài đất thì cho nó an toàn. Bởi vì cái nhiệt độ trong cái hũ sứ này nè, mình để nắng cái nóng, cái nhiệt độ của cái hũ này nó cũng nóng. Rồi gặp đất ở trong chậu nó cũng ấm nóng lên, ở Việt Nam nóng lắm. Rồi thì nó sẽ gầm tưới nước vô. Thì đó cũng là nguyên nhân để cho sen đá nó bị úng úng cây úng tàu. Thấy ở trên đây nó tốt như vậy chứ nhiều khi ở dưới gốc nè nó bị úng, nó bị lật gốc mất tiêu, cho nên nó tốt nhất là các bạn đem ra môi trường bên ngoài như thế này. Chậu này nó làm kiểu vậy chứ thực tế không phải hai cái chậu, nhưng cái chậu nhỏ nó đổ dính luôn cái chậu bự này, dỡ lên đâu có được.
người ta nói sen đá gieo có thể ươm bằng lá. Bây giờ mình xả mình hái mấy cái này mình ươm thử. Mình hái rồi nè. Cái lá này nó vàng vàng. Cây này nó nhảy nhánh. Thực tế lấy cái này ra chiết ra cũng được. Mà bây giờ mình ươm thử mình nhánh thử nghiệm tuần sau coi sao. Tại vì mình có nghe nói vậy cho nên mình hôm nay mình sẽ thử nghiệm. Lấy giống mà lấy lá ươm thử. Đất trồng. Thôi mình xài ké trong cái chậu hoa 10 giờ. Nó có mặt trên mặt dưới nữa, nên mặt trên bỏ hết luôn, ươm thử, thử nghiệm ươm sen đá ở trong ké trong chậu hoa 10 giờ. Bởi vì hoa 10 giờ, cái chậu hoa 10 giờ này á có nhiều đất trồng dưỡng chất trong đây lắm. Ươm ké trong đây bởi vì cái chậu này á, nó có nhiều phân tốt mềm. Ok, thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách trồng sen đá để nó không bị úng và ươm thử nghiệm cái nhân giống sen đá như thế nào rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt, hẹn các bạn trong các video sau. Bye bye.